Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu tiếp, đó là về cái sự nhận thức về cuộc sống ha. Có bao giờ bạn tự hỏi điều gì định hướng cho tôi trong cuộc sống? Tôi mất thời gian suy nghĩ về điều gì? Ai hay điều gì thường xâm chiếm tư tưởng của tôi? Đó chính là nhận thức của bạn trong cuộc sống. Điều quan trọng nhất đối với bạn chính là quan điểm sống của bạn, cặp kính nhìn đời của bạn, hay như cách tôi thích gọi, đó là trọng tâm cuộc đời của bạn. Vậy thì thường thì tuổi mới lớn, bạn sẽ đặt trọng tâm cuộc đời vào đâu? Vào bạn bè, cha mẹ, vật chất, thể thao, sở thích, bồ bịch, anh hùng, kẻ thù, bản thân hay là công việc. Mỗi thứ đều có một cái ưu điểm, nhưng tất cả chưa đầy đủ dưới một khía cạnh khác nhau. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét ta nên đặt trọng tâm vào cái gì nhá. Cái thứ nhất, chúng ta sẽ một số người sẽ đặt trọng tâm vào bạn bè chẳng hạn. Không có gì tốt hơn là có một nhóm bạn tốt, và không có gì tệ hơn việc bị bạn bè xa lánh. Bạn bè là quan trọng, nhưng không nên xem họ là trung tâm duy nhất. Vì sao? Vì họ hay thay đổi. Cũng có khi họ nói xấu sau lưng bạn, hoặc có một tình bạn mới và bỏ quên bạn. Hơn nữa, nếu mà bạn định nghĩa bản thân mình bằng việc bạn bè chấp nhận, bằng sự nổi tiếng hay bằng số bạn bè trên Facebook, sẽ đến lúc bạn phải bỏ những tiêu chuẩn riêng chỉ để hòa nhập. Bạn có tin không? Một ngày nào đó, bạn hữu không còn là điều lớn nhất trong cuộc đời của bạn. Hồi học trung học á, tôi có một nhóm bạn vô cùng là tuyệt vời. Chúng tôi cùng nhau làm mọi thứ, đi bơi những con kênh cấm, dự những buổi sinh nhật, cùng hẹn hò với bạn gái. Tôi rất là yêu mến họ. Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ là bạn của nhau mãi mãi. Tuy nhiên thì sau khi tốt nghiệp, tôi ngạc nhiên khi nhận ra chúng tôi rất hiếm khi là gặp nhau. Chúng tôi sống cách biệt nhau và những mối quan hệ mới, công việc làm ăn, gia đình là chiếm hầu hết thời gian của chúng tôi. Khi còn ở tuổi thiếu niên thì tôi không bao giờ hiểu được điều này. Hãy kết bạn càng nhiều càng tốt, nhưng đừng lấy họ làm nền tảng của cuộc đời của bạn. Đó là một nền móng không vững chắc, vì họ sẽ cản trở bản thân bạn. Đấy là điều sẽ thay đổi. Tức là khi mà chúng ta đặt cái trọng tâm vào bạn bè, tức là chúng ta phải nghĩ rằng là tôi phải có những người bạn thật là tri kỷ, sống thật là tuyệt vời. Nhưng mà thời gian rồi người ta cũng sẽ dành cái thời gian đó cho công việc này, cho gia đình này, cho con cái. Mà những người bạn tri kỷ đấy mà không có thể đi hết với chúng ta trong cuộc đời này, thì khi mà những cái người bạn đấy mà không còn thân thiết với ta nữa thì chúng ta sẽ trở nên tiêu cực, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta cũng không nên là đặt cái trọng tâm vào đó là bạn bè. Thứ hai là chúng ta sẽ đi về cái phần có những người đặt trọng tâm vào vật chất. Đó. Đôi khi chúng ta nhìn đời qua một cặp kính vật chất. Mình phải có một cái chiếc xe đạp này, bộ đồ hiệu này, smartphone hiện đại nhất và nhiều thứ nữa mà chúng ta cho rằng có thể đem lại hạnh phúc. Vật chất còn núp dưới hình thức danh vọng hay sự thành đạt, như chức lớp trưởng hay đóng vai chính trong một vở kịch, ủy viên hội sinh viên. Không có gì là sai trái nếu chúng ta đạt được thành quả và hưởng thụ nó. Nhưng đừng bao giờ đặt trọng tâm cuộc sống vào vật chất. Về lâu dài, giá trị vật chất sẽ mất đi. Tôi đã từng đọc được một câu rất là hay. Nếu tôi định nghĩa bản thân mình bằng những vật chất mình có, vậy khi không sở hữu chúng nữa thì tôi là ai? Hoài nghĩ là rất là nhiều người ở trong chúng ta sẽ đặt cái vấn đề tiền bạc lên hàng đầu, và hầu hết mọi người đều như vậy. Nhưng mà sau khi mà Hoài đọc cái cuốn sách này á, thì Hoài nhìn vào thì thực sự là Hoài cảm nhận thấy là
Thực tế nha, thực tế bên hàng xóm nhà Hoài nha, có hai vợ chồng nghệ sĩ kiếm được rất nhiều tiền, thật sự là kiếm được rất nhiều tiền. Mỗi một ngày vợ đi show á, mỗi một show á 1 triệu 2 triệu, chỉ tầm khoảng 2 tiếng thôi, là cái quý này kiếm được 1 triệu 2 triệu rất là ngon lành. Một tháng có thể kiếm được 50 60 triệu khi đi chạy show, và chồng thì cũng làm trong nghệ sĩ và cũng có tiền. Nhưng mà hai vợ chồng thực sự là rất là hay cãi nhau, thường xuyên là cãi nhau. Bởi vì sao? Bởi vì là thứ nhất là áp lực công việc mệt mỏi, để kiếm một cái đồng tiền như thế thì chạy nào chạy lên chạy xuống, và mang cái tính chất là công việc thì thường xuyên là nói những cái lời nó không có được hay. Và khi dịch COVID đến thì là không đi chạy show được, đúng không ạ? Thì là không có thu nhập. Trời ơi, nào thì than lên than xuống, phát điên phát dồ. Nói tóm lại là cuộc sống gia đình nó cứ đảo lộn lung tung ra. Đó là cái người ta đặt cái giá trị vật chất lên hàng đầu, và khi vật chất không có cái là bắt đầu là sinh ra là rất là nhiều thứ nó hỗn loạn trong cuộc sống. Và hơn nữa là khi mà chúng ta thấy này, chúng ta đặt vật chất lên lên hàng đầu á, thì khi mà chúng ta không đạt được cái đó, hoặc là khi cái vật chất đó, tức là tiền bạc này, nó bị mất đi, thì có phải là chúng ta cảm thấy nó đau khổ, đúng không ạ? Thế nhưng mà trong thực tế mọi người sẽ thấy rất là nhiều những nhân vật nổi tiếng, ví dụ như thế là cà phê Trung Nguyên chẳng hạn, không phải là ông ấy ít tiền đâu, ông ấy rất là nhiều tiền, nhưng mà thực sự là ông ấy lại có một cái gia đình là cũng chưa được hoàn hảo. Đối với mặt của mình nghĩ là mình cảm thấy là chưa hoàn hảo, nhưng có thể đối với bản thân họ thì họ lại cảm thấy là hoàn hảo. Bởi vì mỗi một người sẽ nhìn lăng kính cuộc đời qua một khía cạnh khác nhau, đúng không? Thì ở đây á, tác giả có nói là chúng ta cũng không nên đặt cái trọng tâm vào vật chất nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà vật chất mất đi thì vậy thì chúng ta lúc đấy chúng ta sẽ định vị mình là ai. Cái tiếp theo nữa, chúng ta sẽ đi về phần đó là có một số người là sẽ đặt trọng tâm vào người yêu. Thì đây là cái bẫy mà dễ mắc nhất. Thì khi bạn đặt trọng tâm vào ai đó, bạn sẽ mất đi vẻ hấp dẫn của riêng bạn. Trước hết là nếu mà bạn đặt trọng tâm vào người ta thì bạn sẽ không còn mục tiêu có sức cuốn hút nữa. Bạn cũng sẽ mau chóng trở nên ngột ngạt vì bị toàn bộ đời sống tình cảm của người ấy bao vây. Thì tức là khi mà có những người là người ta lấy chồng lấy vợ chẳng hạn, thì có phải là người ta đặt trọng tâm hết vào cái người vợ, đúng không ạ? Là tức là vợ là người tuyệt vời nhất này, vợ là người lo lắng cho mình hết này, mình chả phải lo lắng cái gì cả. Cũng giống như có một số mẹ bỉm sữa là cứ tin rằng là ở nhà là chồng nuôi, em cứ ở nhà nuôi con đi, chồng nuôi hết. Nhưng mà thực sự là đến một cái lúc nào đó là cái bản thân của mình, cái giá trị người vợ nó không có còn trong mắt chồng nữa, thì đương nhiên chồng nó sẽ chán. Và cái câu chuyện sau đây là sẽ chứng minh điều đó ha. Thời tôi và vợ tôi mới hẹn hò, một trong những điểm thu hút nhất của nàng là nàng không biến tôi thành trọng tâm của cuộc sống của mình. Nàng đã khiến tôi vô cùng ấn tượng khi mà sẵn sàng từ chối một buổi hẹn hò vì một sự kiện quan trọng hơn, kèm theo nụ cười tỏa nắng nhưng không hề rối rít xin lỗi. Nàng là chính mình, nàng có sự độc lập riêng và cảm xúc riêng của nàng không bị phụ thuộc vào tôi. Hãy tin tôi đi, bạn sẽ trở nên quyến rũ hơn nếu không nghiền mình quá đà. Việc đặt người khác làm trọng tâm của cuộc đời mình không phải là cách để thể hiện tình yêu. Điều đó chỉ cho thấy bạn phụ thuộc vào họ đến thế nào thôi. Cứ thoải mái tìm hiểu và hẹn hò, nhưng đừng bị ám ảnh hay phụ thuộc vào ai. Bởi vì tuy cũng có ngoại lệ, nhưng hầu hết những chuyện tình gà bông đều chẳng bền vững chút nào đâu. Tức là chúng ta phải là người sống có giá trị. Chúng ta không ỷ lại vào người khác, không ỷ lại cái cuộc sống của mình vào bạn đời của mình,
hay là vào chồng vào vợ của mình ha. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình sống ỷ lại như thế thì cái giá trị của mình nó chẳng có cái gì cả. Vì vậy mà mình phải có cái bản lĩnh, phải có cái tự chủ của bản thân mình trong cuộc sống để chồng hay vợ mình không coi thường mình. Chúng ta sẽ đi tiếp theo về có một số bạn sẽ đặt trọng tâm vào việc học à. Có rất nhiều bạn tuổi Tin đặt việc học làm trọng tâm của cuộc đời họ. Ví dụ như Lisa chẳng hạn. Em thì có rất là nhiều tham vọng và một trong số đó đã trở thành bậc bác sĩ giải phẫu thần kinh. Thậm chí là mục tiêu đó còn bắt nguồn từ niềm yêu thích thực sự mà em chỉ chọn nó vì nghĩ đó là ngành khoa nhất thôi. Từ khi học lớp 7 á, thì em đã siêng năng như một sinh viên đại học, thức dậy vào 6 giờ sáng và đi ngủ vào lúc 2 giờ sáng chỉ để học. Ba mẹ em thì luôn khuyến khích em là cân bằng giữa học và chơi, nhưng em không thể vì em quá kỳ vọng nhiều vào bản thân. Giờ thì em đã hiểu rồi, thực ra thì em vẫn có thể đạt được những điều mình mong muốn mà không phải bán mạng như thế. Đáng lẽ em đã có thể vui vẻ hơn trên cái chặng đường đến với mục tiêu của mình. Việc học hành á, là rất là quan trọng cho tương lai của chúng ta. Và ta thì không sai mà khi mà ưu tiên nó. Nhưng đừng nên thái quá và để cho những danh hiệu này, danh hiệu kia chi phối toàn bộ cái cuộc sống của mình. Những thiếu niên lấy việc học hành làm trung tâm á, thường bị ám ảnh bởi việc đạt thứ hạng cao đến nỗi họ quên rằng mục đích thực sự của việc học là vì kiến thức chứ không phải là danh hiệu. Bạn có thể học rất là xuất sắc nhưng mà vẫn duy trì được sự cân bằng khỏe khoắn trong đời sống. Qua đây thì chúng ta cũng sẽ rút ra được bài học là chúng ta không nên áp đặt hay kỳ vọng vào con quá là nhiều trong cái vấn đề học. Có những bạn là học thì rất là nhiều mà quên mất đi những cái lối sống ứng xử ở bên ngoài mà chỉ biết học và học. Nhưng mà thực sự là những bạn mà học nhiều quá thì thường là sẽ không cân bằng được cuộc sống. Bởi vì sao? Bởi vì là khi mà các bạn ra bên ngoài á, thì các bạn có thể là trên cái lý thuyết thì rất là nhiều, nhưng về sự thành công chưa chắc đã bằng cái bạn về thông linh, về cảm xúc nha. Tức là những cái bạn mà nó có cái ứng xử giao tiếp trên bên ngoài xã hội á, thì cái sự thành công nó sẽ cao hơn với những cái đứa bạn mà chỉ có học và học. Vì vậy mà chúng ta không nên quá chạy theo cái thành tích mà để điểm số này, để đạt được cái giải nọ giải kia để mà mang lại cái tự hào cho bố mẹ chẳng hạn, và không quá áp đặt cái việc học của con để cho cái cuộc sống này nó áp lực hơn ha. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta còn học cả cuộc đời cơ mà. Vậy thì khi mà học ở dưới mái sườn nhà trường nó sẽ cho chúng ta những cái kiến thức cơ bản thôi. Thì khi mà chúng ta biết được cái điều đó thì chúng ta sẽ giảm cái áp lực cho con cái của mình, để khi mà mình sẽ cân đối được cái thời gian, cân bằng được cái cuộc sống để con vừa học nhưng mà lại còn có thể đáp ứng được những cái cuộc sống hàng ngày nữa. Chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo. Có một số người là đặt trọng tâm vào ba mẹ ha. Ba mẹ chính là nguồn yêu thương và ánh sáng dẫn đường cho bạn. Nên tất nhiên bạn hãy tôn trọng và biết ơn họ. Nhưng bạn không nên đặt cái mong muốn của họ cao hơn cả chính bản thân mình. Có những người là ỷ lại vào cái sự giúp đỡ của cha mẹ. Ví dụ cha mẹ có nhiều tiền chẳng hạn, cha mẹ có nhiều đất chẳng hạn, thì có phải là chúng ta nghĩ là bố mẹ chúng ta giàu nên là chúng ta chẳng phấn đấu gì cả, và chúng ta cứ sống theo cái sự nuông chiều của bố mẹ, đúng không ạ? Cái bao bọc của bố mẹ. Nhưng mà thực sự là khi chúng ta lớn lên thì chúng ta phải trưởng thành, chúng ta phải xây dựng gia đình, chúng ta phải nuôi con cái, thì làm sao mà chúng ta có thể đi được với bố mẹ suốt cả cuộc đời, đúng không ạ? Bố mẹ sẽ là nền tảng cho chúng ta, nhưng chúng ta không nên ỷ lại vào cái sự giúp đỡ của bố mẹ nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không thể nào sống với bố mẹ cả cuộc đời được. Chúng ta sẽ đi vào cái tiếp theo, đó là chúng ta sẽ đặt những cái trọng tâm khác.
có vô số điều có thể bị ta đặt làm trọng tâm cho cả cuộc đời, như thể là chơi thể thao hoặc theo đuổi sở thích riêng chẳng hạn. Nhưng bạn hãy nhìn những cuộc vận động xem thế nào. Thể thao là tất cả của cuộc sống và nhận dạng của mình xem. Họ nhận được kết cục thế nào khi mà chẳng may bị chấn thương đến không thể thi đấu được nữa. Tức là một số bạn sẽ đặt cái trọng tâm đó là vào làm vận động viên giỏi chẳng hạn, đúng không ạ? Thì khi mà mình trong quá trình mình tập luyện mà mình bị thương, mình không thi đấu được nữa, thì có phải là cái đó nó cũng sẽ bị mất đi, đúng không ạ? Vậy nếu bạn đặt trọng tâm vào thần tượng thì sao? Nếu ý nghĩa cuộc sống của bạn phụ thuộc hoàn toàn vào một ngôi sao âm nhạc, một tuyển thủ thể thao hay một nhân vật nổi tiếng trên thương trường hoặc chính trường, đời bạn sẽ ra sao khi người đó qua đời? Hay có một cái hành động sai trái và sự nghiệp của họ tiêu tan, khi đó bạn sẽ lấy ai làm hình tượng, ai làm lẽ sống vậy? Đó. Thì đôi khi chúng ta lại xem thù hận là trọng tâm. Việc căm ghét một cá nhân hay một đội nhóm hay một ý kiến nào đó là mục tiêu sống của mình, nghe thật đáng sợ phải không? Nhưng bạn hãy nhìn mà xem, ngoài kia chẳng thiếu những cộng đồng đặc thù trên mạng chuyện phản bác và căm ghét một chủ đề nào đó, một nghệ sĩ nào đó. Đây là một cái trọng tâm mất thời gian, bạn tốn nhiều năng lượng để đầu tư vào nó, nhưng tại sao không chuyển được nguồn năng lượng đó vào một trọng tâm khác mang lại niềm vui và hạnh phúc cho bạn hơn? Ví dụ như thể là có rất là nhiều những cái thông tin nó lung tung ở trên mạng. Chúng ta vào nào thì chúng ta comment ở trên đó này, sau đó là chúng ta lại bị suy nghĩ này. Ví dụ là có những cái tin mà tin rất là rác, rác ơi là rác. Ví dụ là có những cái tin đấy là thường thường là nó câu like thôi, nhưng mà chúng ta lại vào đấy chúng ta comment, chúng ta làm mất cái cảm xúc ở trong những cái đó, và chúng ta lại đi đi comment vào đó, thì tự nhiên là chúng ta làm mất cái thời gian của chúng ta, mất cái năng lượng của chúng ta. Và đặc biệt khi mà ngoài online ở trên mạng, không bao giờ hỏi vào hỏi comment những cái gì những cái đó. Bởi vì sao? Bởi vì nó không đi đúng trọng tâm của mình, và hai nữa nó không có phục vụ cho công việc của mình, và nó làm mình nó mất rất là nhiều những cái suy nghĩ lung tung và những cái câu nói đó ha. Cũng có khi chúng ta quá coi trọng công việc và lấy đó làm trọng tâm của cuộc sống. Đây là một thói quen thường thấy ở người lớn, đặt trọng tâm vào công việc ha, nhưng cũng không hề hiếm ở tuổi teen. Nguồn gốc của điều này thường là nhu cầu sở hữu quá cao, như thể là tiền bạc, xe xịn, địa vị hay thậm chí là công nhận. Thực sự là nhu cầu này sẽ không bao giờ được thỏa mãn hoàn toàn, bởi vì ngay cả chiếc iPhone đời mới trong tay bạn cũng sẽ sớm bị soán ngôi bằng một chiếc đời mới hơn. Lại có nhiều người lấy bản thân mình làm trọng tâm. Họ nghĩ rằng cả thế giới quay quanh mình. Họ tập trung vào những nỗi lo của bản thân đến mức chẳng thể thấy nỗi khổ đau của mọi người xung quanh. Tức là khi mà chúng ta lấy cái công việc làm trọng tâm để thỏa mãn cái nhu cầu trong cuộc sống á, thì chúng ta có phải chúng ta thấy là ồ, bây giờ chúng ta xây một cái nhà thật to, chúng ta phải cày cuốc để chúng ta trả nợ xong cái nhà này, đúng không ạ? Thì trong đầu tại hiện tại bây giờ chúng ta nghĩ là nếu mà chúng ta trả nợ xong cái nhà này thì chúng ta rất là thành thạo. Nhưng không phải, chúng ta cứ trả nợ hết cái nhà này đi thì chúng ta lại sẽ sinh ra những cái món nợ khác. Bởi vì cái lòng tham của con người, khi chúng ta đặt cái trọng tâm vào công việc và vật chất, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ lúc nào cũng trong tình trạng nợ. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta cứ sắm hết cái này chúng ta lại mua cái khác thì chẳng bao giờ hết nợ cả. Đó. Như các bạn đã thấy này, tất cả các quan niệm trên không mang đến sự ổn định bền vững mà chúng ta cần. Không phải bạn không nên nỗ lực mài giũa khả năng nhảy lên hùng biện của mình, mà cũng không phải bạn cần tránh xây dựng những mối quan hệ chân thành gần gũi với bạn bè ba mẹ. Nhưng ranh giới giữa một niềm đam mê lành mạnh với sự cuồng quá mức là rất là mỏng manh. Với bạn thì không nên vượt qua cái ranh giới đó. Tức là tác giả muốn nói là chúng ta không đặt quá mức, tức là không đặt cái kỳ vọng quá mức vào một cái trọng tâm gì đó.
để cho khi mà nó mất đi thì chúng ta lại cảm thấy hụt hẫng trong cuộc sống, đúng không ạ? Thì hôm nay tác giả sẽ đưa cho chúng ta một cái cách chuẩn nhất, đó là đặt trọng tâm vào các nguyên tắc sống. Khi chúng ta đặt trọng tâm vào các nguyên tắc sống như thế này thì chúng ta vô cùng tĩnh tâm, vô cùng là sống một cách bình thản trong cuộc sống, mà không bao giờ lo nghĩ rằng là người khác nghĩ gì về mình và người khác nói gì về mình ha. Đây, chắc tới đây bạn đang rất là thắc mắc, vậy không có cái trọng tâm nào xứng đáng hay sao? Thực ra là có, đó chính là nguyên tắc sống. Ta đều biết nguyên tắc về trọng lực, tức là ném một quả bóng lên cao thì chắc chắn nó sẽ rơi xuống. Nguyên tắc là một khái niệm trung lập, không mang tính tôn giáo, không phụ thuộc vào chủng tộc hay màu da, và không của riêng ai. Chúng có hiệu lực với bất kỳ ai, dù giới tính nào, dù giàu hay nghèo, dù nổi tiếng hay không biết ai tới, và cuối cùng chúng không thể bị mua chuộc hay là trao đổi. Bạn sẽ trở nên xuất chúng nếu bạn có nguyên tắc sống và thực hành chúng. Còn nếu bạn bỏ ngoài tai các nguyên tắc ấy, bạn sẽ bị tiêu đời. Cái thứ nhất, thành thật cũng là một nguyên tắc. Hết lòng với người khác cũng là một nguyên tắc. Tình yêu, sự nghiêm túc trong công việc, sự tôn trọng, lòng biết ơn, sự tiết chế, công bằng, liêm chính, tinh thần trách nhiệm, tất cả đều là các nguyên tắc sống đúng đắn. Và còn rất nhiều nguyên tắc khác, và chúng không hề khó nhận ra chút nào. Trái tim bạn sẽ luôn nhận ra chúng, cũng như cách một chiếc la bàn chỉ hướng mắt vậy. Tức là khi mà chúng ta đặt cái nguyên tắc sống là thành thật này, hết lòng với người khác này, tình yêu này, nghiêm túc trong công việc này, sự tôn trọng, lòng biết ơn, sự tiết chế, công bằng, liêm chính, tinh thần trách nhiệm, thì khi chúng ta đặt cái trọng tâm đó là một cái nguyên tắc sống của chúng ta thì chúng ta cứ đứng vững để chúng ta làm những công việc của chúng ta thôi, mà chúng ta không hề bị nao núng bởi những cái lời nói xung quanh hay bởi những cái lời ám thị của người khác. Chúng ta sẽ đi về cái nguyên tắc sống, đó là tiêu chuẩn bất bại. Thì sống theo nguyên tắc thì là không có dễ, nhất là khi ta thấy bao nhiêu người xung quanh mình này nhờ giả dối này, nhờ lừa đảo này, nhờ cơ hội này, nhờ ích kỷ mà thành đạt. Thì hãy nhớ rằng đó chỉ là bề nổi, phía sau cánh gà nơi bạn không thấy được, họ cuối cùng sẽ phải trả giá vì việc sống trái với nguyên tắc. Bạn hãy lấy nguyên tắc chân thật làm ví dụ. Nếu bạn là một kẻ nói dối, bạn có thể sống vui vẻ được một lúc thôi, thậm chí một vài năm, nhưng không thể nào thành công về lâu dài được. Không như những trọng tâm mà chúng ta đã điểm qua ở trên, việc đặt trọng tâm vào nguyên tắc sống sẽ không bao giờ làm bạn thất bại. Nguyên tắc sống không nói xấu sau lưng bạn. Chúng không lớn lên và rời xa bạn. Và chúng không bị chấn thương đến nỗi phải kết thúc sự nghiệp. Nguyên tắc sống không phụ thuộc vào màu da, giới tính, sức khỏe hay ngoại hình. Khi mà bạn lấy nguyên tắc làm trung tâm của cuộc sống, bạn sẽ có một nền tảng siêu bền vững và ổn định để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và trong cái thế giới phức tạp này, đó chính là điều mỗi chúng ta đều cần. Tức là khi chúng ta đặt một cái nguyên tắc sống, đó là cái nguyên tắc mà trung thực chẳng hạn, đúng không ạ? Thì có phải là khi mà chúng ta thấy là bên ngoài mà người ta có bảo mình là không trung thực thì cái điều đấy nó có ảnh hưởng đến chúng ta không ạ? Không. Bởi vì sao? Bởi vì là thực tế là mình có thế đâu. Với hai, khi người ta bảo mình là gian dối chẳng hạn, nhưng mình đã có nguyên tắc sống như thế, mình đã làm như vậy rồi thì mình không có sợ gì hết.
Đó là khi mà chúng ta đặt cái nguyên tắc sống làm trung tâm thì chúng ta sẽ được ôn hòa trong tất cả mọi thứ. Khi mà bạn đặt cái nguyên tắc sống làm trọng tâm thì tất cả các nguyên tắc khác sẽ được nuôi dưỡng. Quả là một món hời đúng không ạ? Nếu mà bạn sống có tâm với người khác, bạn biết kính trên nhường dưới và tràn đầy tình yêu thương, bạn sẽ có nhiều bạn bè tốt và chuyện tình cảm cũng sẽ bền vững hơn. Ngày hôm nay thì bạn hãy quyết định rằng bạn sẽ đặt cái nguyên tắc sống làm trọng tâm của cuộc sống. Bạn hãy mài, bạn sẽ mãi đeo cái cặp kính quan niệm lệch lạc. Khi gặp bất kỳ tình huống nào, bạn hãy thật là bình tĩnh đặt câu hỏi: mình cần áp dụng nguyên tắc nào ở đây? Trước mỗi cái vấn đề khó nhằn thì bạn hãy luôn tìm đến các nguyên tắc giúp bạn xử lý nó gọn gàng. Khi mà bạn cảm thấy bị cuộc đời vùi dập thì bạn hãy tìm đến nguyên tắc cân bằng. Hay khi dường như chẳng ai tin tưởng bạn thì có thể liều thuốc giải bạn cần. Đó là nguyên tắc trung thực. Nguyên tắc trung thành cũng rất là hữu ích. Như trong câu chuyện lòng trung thành của hai anh em của Watermakers dưới đây chẳng hạn. Để Hoài đọc ha. Có hai anh em cùng thuộc quân đội Pháp và người em đó bị trúng đạn. Người anh khi thoát được đã xin phép chỉ huy quay lại đó mang người em về. Vị chỉ huy đó nói: cậu ấy có lẽ là đã qua đời rồi. Cậu mạo hiểm tính mạng mình để mang thi hài cậu ấy về để làm gì? Tức là đã bị một cái người bên cạnh nói khuyên là không nên. Nhưng người anh vẫn xin phép cho bằng được. Và cuối cùng vị chỉ huy đó cũng cho phép. Khi cậu ấy vừa cõng người em về đến doanh trại thì người em liền chút hơi thở cuối cùng. Vị chỉ huy nói: đấy, cậu mạo hiểm tính mạng để làm gì? Người anh liền đáp: không, thưa chỉ huy, tôi đã hành động đúng như kỳ vọng của em ấy và tôi đã nhận được một cái kết quả rất là tốt đẹp. Khi tôi vừa đến đó và ghé vào vai để nâng em ấy dậy, em ấy đã nói: tô mà, em biết anh sẽ đến mà, em đã cảm thấy như vậy đấy. Tức là trong cái câu chuyện này á, ý muốn nói là cái anh tô mày này, anh nghĩ đặt cái nguyên tắc sống là một người sống trung thành. Tức là dù trong bất kể hoàn cảnh nào thì anh cũng rất là người trung thành. Thì khi cái người em này bị trúng đạn, bị gặp tai nạn, nhưng mà cái vị chỉ huy này đã ngăn cản là mạo hiểm đến tính mạng của bạn tôm này, mà tại sao bạn ấy vẫn làm? Nhưng bạn này bạn đã đặt nguyên tắc sống là tôi là một người trung thành và cái lời nói của tôi là nó sẽ đúng theo những cái hành động của tôi. Thì khi mà biết là mạo hiểm như vậy nhưng bạn ấy vẫn làm, bởi vì người ta đặt cái sự trung thành lên hàng đầu. Và có thể là không cứu được em, nhưng dù sao đi nữa cũng là một cái nguyên tắc mà không phải áy náy, không phải day dứt khi mà mình sống trái với nguyên tắc đó. Mỗi một thói quen trong 7 cái thói quen mà cuốn sách này đề cập đến đều có nền tảng là ít nhất một nguyên tắc sống đúng đắn. Và những cái chương sau á thì sẽ đề cập về cái điều này. Lý do mà 7 cái thói quen lại có quyền năng tích cực đến thế là vì chúng được xây dựng từ các nguyên tắc sống. Hôm nay chúng ta sẽ có bài thực hành để thực hành cái thói quen này nhé. Chúng ta sẽ thực hành này. Một, đó là chúng ta hãy soi vào gương. Hãy nói với chính mình một điều thật là tích cực. Hôm nay chúng ta làm đi ha, xem là chúng ta sẽ tự tin với cái bản thân của mình đến mức nào. Cái thứ hai, đó là hãy thể hiện sự tôn trọng
đối với ý kiến của ai đó. Ví dụ như bạn hãy nói là ý đó cũng hay đấy. Tức là khi mà người khác có ý kiến thì mình hãy tỏ ra là ý đó cũng hay đấy. Tức là mình không có đánh giá đúng sai ha. Thì bạn hãy xác định một quan niệm sai lầm về bản thân. Ví dụ như thế là mình sẽ chẳng bao giờ là người quảng giao vui vẻ với đám đông được. Ngày hôm nay thì hãy làm ngược quan niệm ấy thử xem. Tức là hôm trước á, là Hoài sang bên hàng xóm thì có một cái bạn đã lên nói như này này. On fame làm dâu nhỉ chị nhỉ? Em từ hồi sinh viên mà em biết đến on fame, mà bây giờ em vẫn thấy chị vẫn làm on fame. Cũng nhận là on fame là nó bền thật ấy. Thế nhưng mà phải nói là chị thật là đam mê với nó, chị mới làm được chứ nhỉ? Mà đúng rồi. Thế nhưng mà thực sự là em thấy là cũng làm on fame mà thu nhập là không có cao, đúng không? Thế xong thì Hoài chỉ nói như thế này này. Tức là chị rất là thích công việc này. Bởi vì sao? Bởi vì là chị nhìn thấy cái con đường sau này nó sẽ cho chị một cái cuộc sống nó khác với mọi người bây giờ đi làm công ăn lương. Thế nên là chị rất là tự tin với công việc này. Thế nên là kể cả khi em nói như vậy hay em có một cái ý định nào đó mời chị sang để làm việc hay như thế nào đó thì chị sẽ không sang đâu. Bởi vì chị hiểu cái con đường chị đi và chị hiểu 5 năm nữa, 10 năm nữa chị có những cái gì. Có thể là bây giờ em nhìn thấy chị như thế này, em nghĩ là chị không có tiền, nhưng đối với bản thân chị có những cái thứ mà chị có được á, tiền không thể bù được. Em thấy bây giờ cuộc sống của chị tốt hơn không? Chị giỏi hơn rất là nhiều không? Chị là người trưởng thành hơn rất là nhiều. Và chị biết chuyển hóa cái cảm xúc của mình để cuộc sống của mình nó hạnh phúc hơn không? Mà rất nhiều gia đình không có được cái điều đó. Cái đó không thể đo đong đếm được bằng tiền. Và chị hiểu rằng con đường chị đi nó sẽ cho chị một cái cuộc sống mà sau này rất là tuyệt vời. Thế nên tại sao chị vẫn làm nó? Đó, thế tức là cái điều này nói lên điều gì? Tức là khi mà mình bị tác động bởi cái thế giới bên ngoài là mình sẽ bị lung lay. Nếu như mình không đứng vững cái quan điểm của mình, cái nguyên tắc sống của mình, thì có phải là mình sẽ nghĩ rằng là ồ, cái bạn này nói đúng đấy, thôi mày có xem có cái việc gì tốt hơn không, mày xin cho tao đi chẳng hạn, đúng không ạ? Hoặc là ta từ bỏ cái công việc này, ta đi làm công việc khác, ví dụ như thế. Nhưng mình đã đặt một cái niềm tin, một cái nguyên tắc là mình phải xây dựng cái ước mơ cho bản thân của mình, là mình sẽ phải làm bằng được. Và hai nữa là không thành công thì mình cũng sẽ đạt được rất là nhiều thứ. Bản thân Hoài khi bây giờ mà Hoài làm công nhân thì sao ạ? Thì Hoài sẽ dạy con theo một cách khác, Hoài sẽ ứng xử với chồng theo một cách khác, chứ không phải là như bây giờ. Vậy thì cái Hoài đạt được bây giờ chắc chắn là không phải là người ta nhìn thấy chưa thấy có nhiều tiền, bởi vì người ta đặt trọng tâm là tiền mà. Thế nhưng mà mình thì mình đặt cái nguyên tắc sống của mình làm trọng tâm thì mình thấy cái điều đó nó rất bình thường, và mình đi tiếp cái mục tiêu của mình thôi. Đó. Tiếp theo này, mọi người sẽ thấy này, gần đây này có bạn bè hay người thân nào mà hành xử hơi khác với bạn bình thường không? Bạn hãy thử suy nghĩ xem lý do của sự thay đổi đó là gì. Thì khi mà rảnh rỗi á thì bạn hay nghĩ về điều gì nhất? Điều nào bạn cho là quan trọng sẽ trở thành trọng tâm của cuộc sống của bạn, hoặc thành quan niệm trong đầu bạn? Điều gì chiếm trọn thời gian và năng lượng của bạn trong một ngày? Bạn cứ thử ngẫm lại cái của mình xem là mình cả một ngày mình hay suy nghĩ về cái gì nhất, là chính là cái mình đang đặt trọng tâm về cái đó nhất. Bắt đầu từ ngày hôm nay, hãy cư xử mọi người theo cách mà bạn muốn họ đối xử với mình. Đừng nổi nóng, đừng than phiền hay chỉ trích ai, trừ phi bạn muốn bị đối xử như vậy. Bạn hãy tìm một nơi thật là yên tĩnh, có không gian riêng và suy nghĩ về những điều quan trọng nhất
đối với bạn? Bạn thường nghe những bài hát nào? Lời bài hát có đồng điệu với nguyên tắc sống của bạn không? Tối nay, khi bạn làm việc, nhà hay học bài, thì bạn hãy nghĩ về cái nguyên tắc chăm chỉ và dốc sức hơn bình thường một chút thử xem. Nếu mà bạn gặp cái tình huống gay go và không biết nên phải làm gì, hãy tự hỏi nguyên tắc nào sẽ giúp mình trong trường hợp này. Ví dụ như thế là trung thực, yêu thương, trung thành, chăm chỉ, kiên nhẫn. Và nhất nhất bạn phải làm theo nguyên tắc đó và bạn không ngoảnh lại phía sau. Tức là khi mà chúng ta đặt cái nguyên tắc thì chúng ta nhất định chúng ta phải làm được. Khi mà Hoài học về dinh dưỡng á, và mỗi một lần là lên trên mạng online á, nhìn thấy là mỗi một người mà người ta đặt cái hình ảnh đại diện nó tang tóc chẳng hạn, là tức là người trong một cái gia đình đấy có người thân bị mất chẳng hạn, thì thực sự là lúc đấy là mình lại nghĩ rất là đau lòng. Bởi vì sao? Bởi vì là mình chưa chia sẻ được cái sản phẩm wellness này của mình đến cho người ta. Ví dụ hôm trước có một cái bạn là bố bạn ấy bị tràn dịch phổi, Hoài biết hơi hơi muộn, thực sự là hơi muộn. Sau khi bạn nói là bố ơi trễ mất rồi, thế xong thì mình phải nhắn tin ngay. Mà mặc dù là bạn ấy mình chẳng quen biết gì, mà mình cũng chẳng hy vọng hay kỳ vọng là mình sẽ bán được wellness, nhưng mà mình vẫn cứ phải hỏi thăm đã, là xem bố bạn bị bệnh gì, hiện nay sức khỏe của ông cụ ra sao, đang điều trị thuốc gì. Tức là cái bản năng của mình bây giờ là mong muốn của mình là mình sẽ giúp được cho rất là nhiều người khỏe mạnh. Thế nên là không cần biết là bạn đấy là người thân hay là người quen, và cũng không cần biết là bạn đấy là có mua wellness của mình hay không. Nhưng mà cái điều đầu tiên là mình phải hỏi thăm đã, xem mà bạn đấy là tình trạng sức khỏe bố bạn như thế nào. Đó là tự nhiên mà mình đưa một cái nguyên tắc lên, đó là mình sẽ đưa cái kiến thức dinh dưỡng vào cho cộng đồng, đưa cái kiến thức dinh dưỡng để cho lan tỏa trong ngoài xã hội. Mặc dù là trong thâm tâm mình là không phải là vì lợi nhuận ha, là vì cho đi giá trị. Và mình đã nghĩ đến một cái là mình sẽ làm một cái buổi hội thảo để chia sẻ cho mọi người về kiến thức, không phải vì nhu cầu bán được hàng hay không phải vì cái nhu cầu mà để tuyển dụng vào hệ thống, mà mình chỉ mong muốn rằng là mình hãy đưa cái kiến thức đó đến cái buổi hội thảo đó để mọi người hiểu về dinh dưỡng là gì, mọi người hiểu về thực phẩm chức năng là gì, và mọi người hiểu về thuốc là gì thôi. Đó là tức là trong tâm tâm mình cũng mong muốn có một cái buổi như vậy, không phải vì lợi ích nào, mà vì chính cái kiến thức mà mình muốn lan tỏa, là mình học được cái gì, mình trải nghiệm những cái gì, mình có kết quả ra sao và khách hàng của mình ra sao, thì mình mong muốn là được chia sẻ cho mọi người thôi. Còn mọi người đón ra hay không, đó là việc của mỗi người, về nhận thức của mỗi người và quan điểm của mỗi người. Đó là hôm nay các cái nguyên tắc sống mà chúng ta sẽ được học về các nguyên tắc này. Thì khi mà được tham khảo những cái nguyên tắc này, thì việc ai lấy trọng tâm làm cái nguyên tắc cho cuộc sống của mình thì đó là tùy. Nhưng mà cái quan điểm của mình khi mà mình đưa cái nguyên tắc sống là trung thực này, yêu thương này, lòng biết ơn này, thanh thản này, tĩnh lặng này, thì chúng ta sẽ thấy là những cái nguyên tắc sống trung thực, trung thành, thì mình sẽ cảm thấy là bình an trong tâm hồn của mình. Mình sẽ không bao giờ mình bị cái thế giới xung quanh bị tác động bởi những người khác, bởi những cái lời nói của người khác, bởi những cái hành động của người khác, hay bởi cái môi trường xung quanh của mình ha. Đó là các nguyên tắc mà chúng ta cùng nhau để rèn luyện. Thì rất là cảm ơn mọi người. Hôm nay là hơi trễ giờ một chút xíu, nhưng dù sao nữa hôm nay cũng là ngày thứ bảy. Chúc cả nhà là một ngày làm việc hiệu quả này, cuối tuần vui vẻ với gia đình, với người thân. Và chúng ta không quên là hôm nay là